Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới tại các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, có chăng là về chiều tới và đêm thì xuất hiện mưa rông cục bộ vài nơi. Còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ tăng dần từng ngày, cao nhất trong khoảng là từ 32 đến 35 độ, có nơi còn cao hơn và cảm giác oi bức xuất hiện. Còn các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ do chịu tác động của hội tụ gió yếu nên trời còn mưa rải rác về chiều tối và đêm, cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to. Tuy mưa không nhiều nhưng người dân cũng cần chú ý có thể xảy ra lốc xét cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông. Nên nhiệt độ tăng tuyến tính mỗi ngày khoảng 1 độ. Đối với các tỉnh miền Trung trong 3 ngày tới, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phổ biến là có mưa rông vài nơi, ban ngày trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng là từ 32 đến 35 độ, có nơi còn cao hơn và có nắng nóng xảy ra cục bộ. Trong khi đó các tỉnh ở phía Nam đảo Hải Vân từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Chiều tối và đêm thì xuất hiện mưa rông rải rác. Từ ngày 23 tháng 9 thì mưa rông sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này dao động là từ 32 đến 35 độ, sau đó nhiệt độ có xu hướng giảm thêm. Đối với khu vực Tây Nguyên, chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên gây mưa rông ở diện rải rác, tập trung về chiều tối và tối. Cục bộ thì có mưa vừa mưa to cần đề phòng có lốc xét cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông. Ban ngày giảm mưa xen kẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên, phổ biến là từ 29 đến 32 độ. Sang ngày 22 và ngày 23 tháng 9, nền nhiệt có khả năng giảm nhẹ. Các tỉnh Nam Bộ cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam, nên chiều tối thì có mưa rào và rông, cục bộ thì có mưa vừa mưa to cần đề phòng có lốc xét cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông. Ban ngày thì giảm mưa xen kẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Từ ngày 22 tháng 9 khi mà mưa tăng hơn thì nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ.